kênh Bibo TV. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện Bữa Ăn Ngon, một câu chuyện rất hay đấy. Pilu là một chú chó rất tham ăn. Từ sáng đến tối, chú chỉ có mỗi việc ăn. Chú ăn luôn mồm không ngơi nghỉ. Đêm ngủ, chú cũng chỉ toán mơ thấy kẹo ngọt và bánh gato phủ đầy kem tươi. Chả thế mà, hôm nay Pilu được các bạn mời đến nhà ăn liên hoan. Pilu đã rất vui sướng. Măm măm, mình sắp được đánh chén no nê rồi. Thỏ con đã chuẩn bị bữa sáng với rõ nhiều bánh mứt kẹo. Vừa ngồi vào bàn, Pilu đã pha trò nghịch ngợm. Chú đứng lên ghế và hát to: này mứt, này sô-cô-la, lại đây hết đây nha. Kìa bánh gato, kìa kẹo hạnh nhân, mau chui hết vào dạ dày của ta. Nói xong, Pilu đánh nguyết một phát hết luôn cả đĩa bánh. Chùa con vốn chu đáo nên đã nấu rất nhiều món ngon để thiết đãi anh bạn hào ăn. Bữa trưa của họ chả khác gì một bữa tiệc lớn, nhưng Pilu thì chẳng lịch sự tẹo nào. Chú đã lấy rất nhiều thức ăn vào đĩa của mình. Thế rồi chỉ trong nháy mắt, chú chén hết bay, sọt sọt, sao mà ngon chết. Pilu tốt lên sung sướng và mồm vẫn còn đầy thức ăn. Tiệc cùng no nê rồi, các bạn kéo nhau đi ngủ. Mà Pilu thì vẫn không chịu ngủ, tiếp tục lề lạ khắp nhà để tìm kiếm đồ ăn. Chú sục vào phòng lợn con khiến lợn con giật mình tỉnh giúp. Pilu nói: tôi đói quá. Lợn con bực lắm nhưng vẫn đi vào bếp lấy thức ăn cho bạn mình. Còn Pilu lại bữa ăn no nê. Và chú ăn xong thì chú rón rén bước ra khỏi phòng lợn. Sắp bạn gấu đã làm một chiếc bánh gato thật là to cho bữa tối. Pilu chạy tới bốc một miếng, hai miếng, rồi thêm một miếng nữa. Bạn bè chưa ai kịp ăn thì chú đã đánh chén hết sạch. Thế rồi ăn xong, chú ta bỏ về phòng đi ngủ. Nửa đêm, Pilu chợt tỉnh giấc. Chú thấy bụng đau quặn quại, không sao ngủ được. Ôi, đau bụng quá, chú ơi, đau bụng quá. Và cuối cùng thì mãi sau, vì đau quá, chú mệt mỏi mà chú nằm thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, các bạn quyết định dạy cho Pilu cách ăn uống điều độ để không còn bị đau bụng nữa. Mỗi người bạn chuẩn bị một món cho bữa trưa theo ý thích của mình. Thỏ con đã chạy ra vườn và nhổ củ cà rốt to bự. Thỏ nói với Pilu: để có sức chơi đùa, chạy nhảy cả ngày, cậu cần phải ăn cà rốt. Thỏ con nói. Pilu măm măm, vòng vòng vòng, chắc là ngon lắm đấy. Pilu đáp. Và chú không quên buộc khăn ăn quanh cổ rồi thưởng thức các khoanh cà rốt. Chẳng mấy chốc chú ăn hết sạch khoanh cà rốt của thỏ luôn. Lợn con đã hết bực tức với cả Pilu. Chú ra vườn và đào một giỏ đầy khoai tây. Nhưng Pilu nhăn nhó: tôi không thích ăn khoai tây đâu. Thỏ nói: để có sức khỏe tốt, cậu cần ăn tất cả các loại rau củ. Vì lợn con là một đầu bếp giỏi và vui tính, chú đã biến các củ khoai tây sống thành món khoai tây nghiền thơm phức và đắp thành hình cái bánh thật là xinh xắn trên đĩa của Pilu. Thế là chú đánh sạch bay đĩa khoai tây nghiền của lợn luôn. Rồi bạn chuột rủ Pilu đến nhà bạn ý. Chuột con mơ tủ thức ăn và lấy ra một miếng phô mát vuông thơm phức. Chuột giải thích: phô mát chứa rất nhiều canxi nhá, nó sẽ giúp cậu cao hơn và khỏe hơn đấy. Măm măm, vậy thì tớ ăn ngay đây. Chú ăn luôn miếng canxi. Wow, miếng canxi này thơm và béo ngậy quá. Chú cho từng màu pho mát nhỏ vào miếng, nhai một cách tư tốn và thưởng thức hương vị của nó. Sau đó, bạn gấu lại rủ Pilu đến nhà bạn ý. Bạn gấu đi nhặt các miếng hạt dẻ ở trong vườn mang về. Hạt dẻ sẽ làm cậu trở nên khỏe khoắn hơn đó. Gấu nói. Chú chó vui sướng reo lên: măm măm, hạt dẻ là món tráng miệng yêu thích nhất của tớ đây. Thế rồi Pilu chỉ ăn đúng một vài hạt dẻ, phần còn lại chú sẽ đem về nhà cho mẹ của mình. Đến cuối ngày, khi trở về nhà, Pilu cảm thấy khỏe khoắn và không hề đau bụng một chút nào. Các bạn thì rất tự hào về Pilu vì chú đã hiểu ra rằng để có một bữa ăn khỏe mạnh thì không hề khó chút nào. Pilu vừa nói vừa cười: ăn uống điều độ dễ như chơi ấy nhỉ. Pilu hóm hỉnh rồi bỏ tật cái kẹo caramel vào mồm. Ngâm ngâm, kẹo caramel ngon chết.
Đến cuối ngày, Pilu mang hạt dẻ về nhà cho mẹ và rủ các bạn đến nhà chơi cùng với mình. Pilu cảm thấy khỏe khoắn và không còn đau bụng tí nào. Các bạn của chú cũng rất tự hào về chú. Còn Pilu, chú đã hiểu ra rằng để có một bữa ăn khỏe mạnh thì chẳng hề khó chút nào. Chú mang kẹo caramel ngon ơi là ngon, chú để dành ra để mời các bạn mình cùng ăn. Chú vừa ăn vừa nói, ăn uống điều độ dễ như chơi ấy nhỉ các bạn nhỉ. Thế là Pilu vừa nói vừa bỏ tất cái kẹo vào mồm. Các bạn cùng nhau ăn kẹo, cùng thưởng thức. Wow, kẹo của Pilu ngon quá. Các bạn thấy câu chuyện này có hay không? Sau khi đọc một câu chuyện này, các bạn nhớ nhé, chúng mình phải ăn uống cả rau xanh nè, cả thịt nè, chứ đừng ăn uống riêng bánh kẹo không sẽ bị đau bụng giống bạn chú chó Pilu đúng không nào? Vậy hãy cùng theo dõi trên kênh Bibo TV, mình sẽ đem đến cho các bạn nhiều câu chuyện bổ ích hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn.